Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì trên đây chính là chiếc camera ngụy trang cúc áo camera siêu nhỏ S22 của nhà mình. Đó, với chiếc camera ngụy trang cúc áo S22 này ấy, thì kích thước cực kỳ là nhỏ gọn nhá. Đó, các bạn có thể nhìn thấy này, ở đây sẽ có cái phần mắt camera và phần thân của chiếc camera nhá. Cái phần thân này của nhà mình ấy thì nó sẽ có một cái công tắc tắt bật này, một nút reset camera và một cái khay cắm thẻ nhớ, cũng như là một cái khay để cho các bạn cắm sạc pin chiếc camera đó. Và cái dây nối liền này thì các bạn có thể gập lại tùy ý nhá, mà các bạn mong muốn nhá. Đó, các bạn có thể lấy một cái băng dính vào đây nếu mà các bạn muốn sử dụng mắt cam ngắn như thế này, và muốn sử dụng mắt cam dài thì các bạn để ra như thế này cho nhà mình này. Đó, và chiếc camera ngụy trang cúc áo S22 này của nhà mình ấy giúp cho các bạn có thể quay lại bằng chứng cứ, cũng như là quay lại được những cái cuộc giao dịch, và các bạn có thể theo dõi một ai đó thông qua chiếc camera cúc áo này cũng được luôn đó. Và đi kèm theo chiếc camera ngụy trang cúc áo này của nhà mình sẽ có kèm một túi cúc áo ngụy trang như thế này. Cái túi cúc áo ngụy trang như thế này ấy, thì nó sẽ có nhiều cái mẫu cúc áo như thế này để cho các bạn có thể ngụy trang vào bất kỳ một cái vật dụng nào đó. Và đi kèm theo nó sẽ là một cái dây sạc như thế này và một cái cục sạc dự phòng sơ cua. Đó, thì cái mắt đối với cái mắt camera mắt cúc áo này ấy, thì các bạn sẽ sử dụng với cái vòng này. Đó, các bạn chỉ việc lắp vào nhá. Các bạn sẽ lắp vào đúng cái mắt này. Rồi các bạn sẽ lắp cái mẫu cúc áo mà các bạn muốn sử dụng vào. Đó là đây sẽ thành một chiếc cục camera ngụy trang cúc áo như thế này. Đó. Và mắt camera thì siêu nhỏ, nhưng mà góc quay của nó là 150 độ. Hình ảnh sẽ là hình ảnh full 4K. Nó sẽ có những cái chức năng chính như là kết nối từ xa qua 3G, có chức năng cảnh báo chuyển động, ghi hình chuyển động, thu âm đầy đủ hình và tiếng, và kết nối được qua điện thoại. Khi mà các bạn kết nối được qua điện thoại thì các bạn có thể xem từ xa, cũng như là quan sát từ xa, theo dõi từ xa, không giới hạn khoảng cách. Đó, và các bạn cũng có thể sử dụng em này mang đi ra ngoài quay về các bạn xem lại cũng được, hoặc là các bạn một ai đó mang đi quay mà các bạn ở nhà các bạn xem trực tiếp cũng được luôn. Đó, và con camera ngụy trang này của nhà mình rất dễ dàng sử dụng nhá, ai cũng có thể sử dụng được. Và khi các bạn ấn đăng ký kênh của YouTube của nhà mình thì các bạn sẽ còn được nhà mình tặng kèm một chiếc thẻ nhớ 64GB để lưu trữ dữ liệu. Đó, và thẻ nhớ này của nhà mình các bạn có thể lưu trữ dữ liệu tối đa trong vòng 12 đến 13 ngày. Đó, và thứ hai nữa là các bạn sẽ còn được nhà mình hỗ trợ ship free ship toàn quốc khi các bạn là hàng mua online. Đó, và các bạn cứ yên tâm khi mua hàng của nhà mình, bởi vì khi mua hàng của nhà mình các bạn sẽ còn được nhà mình nhà mình sẽ cho các bạn đồng kiểm với shipper, được bóc hàng, test hàng, thử hàng, hàng chuẩn đúng như video quảng cáo thì các bạn mới thanh toán. Trong trường hợp sản phẩm không đúng như mô tả, không đúng như video quảng cáo này thì các bạn cứ hoàn trả hàng cho bên mình mà không mất một đồng phí nào cả. Đó, và mọi vấn đề trục trặc này, hoặc là gặp vấn đề gì về camera, hoặc là các bạn chưa biết cách sử dụng này, đấy, chưa cách kết nối thì các bạn cứ gọi điện trực tiếp cho nhà mình để nhà mình có thể hỗ trợ cho các bạn. Đó, giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc camera ngụy trang cúc áo này của nhà mình nhé. Đó, thì cũng đây mình có giới thiệu thì bên sườn này sẽ có một cái công tắc tắt bật, các bạn chỉ việc bật lên nhé. Sử dụng thì bật lên, mà không sử dụng thì các bạn tắt đi nhé. Đó, bật lên ấy thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tín hiệu màu đỏ thông báo ở dưới cái chỗ mà cắm dây cắm sạc pin camera này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây sẽ là đèn báo tín hiệu màu đỏ như thế này. Thì cái đèn báo này thì các bạn cứ yên tâm là các bạn có thể bảo áp để có thể tắt bật tùy ý nhá. Các bạn muốn tắt đi thì các bạn bảo áp tắt đi nhá. Đó. Và khi các bạn bật camera lên rồi là camera nó đã được hoạt động nhá. Còn pin là nó sẽ hoạt động như thế này. Hoạt động thì các bạn sẽ mở điện thoại của mình lên. Các bạn sẽ mở điện thoại của mình lên nhá, ấn vào App Store hoặc là cửa hàng CH Play cho mình này. Cửa hàng CH Play hoặc App Store, ấn vào phần tìm kiếm, mục tìm kiếm ứng dụng Lookcam. Lookcam như thế này. Đó, các bạn sẽ ấn đúng tìm kiếm ứng dụng Lookcam, biểu tượng màu xanh nước biển như này, các bạn tải về cho mình. Thì ở đây nhà mình đã tải về rồi, bạn nào chưa tải thì các bạn chờ tải về máy hoàn tất xong xuôi thì các bạn sẽ ấn thoát ra nhá, ấn vào phần cài đặt của điện thoại này. Rồi các bạn sẽ ấn vào phần kết nối cũng như là cái phần wifi của điện thoại nhá. Đó, ở phần kết nối hoặc là cái phần wifi của điện thoại thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái tín hiệu của camera phát ra. Tín hiệu của camera sẽ là một chữ cái in hoa đầu tiên, tiếp theo sẽ là một dãy chữ số, một dãy chữ cái như này. Thì các bạn sẽ
kết nối với cái tín hiệu này. Và nhiều máy nó sẽ hiện ra là internet có thể không có sẵn như này, các bạn sẽ ấn giữ kết nối cho mình nhé. Đó, ấn giữ kết nối và kết nối thành công rồi thì các bạn sẽ ấn thoát ra, ấn vào phần ứng dụng Lookup mà mình vừa mới tải là các bạn đã có thể xem được rồi. Đó, và lần đầu tiên mà các bạn đăng nhập vào app mà thì nó sẽ hiện ra những cái dấu thông báo là các bạn có cho phép ứng dụng truy cập vào những cái phần mềm nào hay không, thì các bạn sẽ ấn vào phần cho phép cho mình nhá. Khi các bạn ấn phần cho phép thì các bạn gặp chữ ken như này, các bạn sẽ ấn ken cho mình, ấn vào device online màu xanh hiện trên màn hình. Các bạn lại ấn ken tiếp là các bạn đã vào màn hình chính của camera rồi nhá. Đây chính là chiếc màn hình chính của chiếc camera này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đó, và các bạn có thể xoay ngang màn hình để có thể xem hình ảnh to hơn, rõ ràng hơn nhá. Đó, đây sẽ là chiếc mắt camera này. Khi các bạn lắp cúc áo vào nhá thì mắt camera nó vẫn sẽ quay được hết luôn. Đó, góc quay 150 độ nó sẽ quay được hết luôn và quay hình ảnh cực kỳ là sắc nét nhá. Đó, thì các bạn cũng có thể nhìn thấy này, ở đây trên đây sẽ có đầy đủ ngày giờ tháng năm. Ngày giờ tháng năm này sẽ là ngày giờ tháng năm cần nhật theo giờ điện thoại của các bạn, nên cực kỳ là chuẩn, các bạn có thể lấy làm bằng chứng chứng cứ nhá. Đó, và khi các bạn chạm vào thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trên đây sẽ có hai cái thanh công cụ, đây sẽ hiển thị tình trạng pin này cũng như là chế độ độ phân giải của hình ảnh này. Các bạn chọn vào đây, chọn chế độ 4K, chế độ cao nhất để có thể xem hình ảnh sắc nét nhất nhá. Và cái đèn báo tín hiệu màu đỏ như này này, các bạn có thể nhìn thấy này, đèn báo tín hiệu màu đỏ này các bạn muốn tắt đi thì các bạn sẽ ấn vào phần bóng đèn màu xanh này cho mình nhá. Tắt cái phần bóng đèn màu xanh này đi cái đèn báo tự động tắt đi và nó sẽ không hiện ra nữa nhá. Nên là các bạn cứ yên tâm, nó sẽ không hiện ra nữa, nó sẽ không bị lộ, nên các bạn yên tâm nhá. Đó, còn khi ở đây thì mình sẽ bật lên này. Đó, và các bạn cũng có thể nghe âm thanh xung quanh camera được luôn. Đây, đây nhá. Đó, các bạn sẽ nghe âm thanh xung quanh camera bằng cách là các bạn sẽ bật cái loa này lên, các bạn nghe to, các bạn bật to âm lượng điện thoại mình lên, mở ra là các bạn có thể nghe được âm thanh xung quanh nhá. Đó, âm thanh nó cực kỳ là to và rõ ràng, nên các bạn cứ yên tâm. Đấy, ở đây thì mình đã đặt hai cái thiết bị này gần nhau là âm thanh nó sẽ bị vang, nó sẽ bị xung đột âm thanh. Đó, khi các bạn nghe thì nghe từ xa âm thanh nó sẽ to và rõ ràng hơn. Đó, và đây sẽ là cái phần mà các bạn chụp ảnh màn hình cũng như là quay phim màn hình này. Còn không, các bạn không sử dụng hai cái chức năng này thì nó sẽ quay được những cái gì thì nó sẽ lưu hết toàn bộ trong đề nhớ cho các bạn. Đó, và đây sẽ là phần chỉnh sửa hình ảnh cũng như là chỉnh sửa hình ảnh góc ảnh nhá. Các bạn muốn các bạn đặt camera mà các bạn thấy nó bị ngược ấy thì các bạn có thể tùy chỉnh hai cái nút này nhá. Đó, hai cái hình tam giác này này, các bạn sẽ tùy chỉnh về đúng đúng hình ảnh thực tế mà các bạn mong muốn này. Đấy, đây sẽ là hình ảnh thực tế nhá. Đó, camera của nhà mình thì khi quay nó sẽ không bị sấp, không bị xước hình, không bị nhòe hình cũng như là không bị vấp hình, nên các bạn cứ yên tâm. Đó, khi các bạn xem lại nhá, hình ảnh cho ra cũng sắc nét và thu âm đầy đủ hình tiếng nhá. Đó, và các bạn muốn xem lại những cái hình ảnh này, những cái video mà camera lưu được thì các bạn sẽ ấn thoát ra ngoài này. Các bạn sẽ ấn thoát ra ngoài này, ấn vào phần cloud gạch chéo SD ở giữa đây. Các bạn sẽ ấn vào phần SD file bên cạnh này thì nó sẽ hiện ra toàn bộ file lưu trong thẻ nhớ ở trong đây cho các bạn xem. Và các bạn chỉ việc cắt thẻ nhớ vào là nó sẽ lưu toàn bộ ở trong đây cho các bạn xem lại. Và khi nó đầy bộ nhớ thì nó sẽ tự động xóa file cũ nhất và lưu file mới nhất, nó sẽ là cứ liên tục như thế cho các bạn, nên cực kỳ là tiện lợi. Đó, các bạn sẽ không phải vào xóa mà nó sẽ tự động xóa file cũ nhất và lưu file mới nhất cho các bạn. Và cái phần album bên cạnh này sẽ là cái phần mà lúc các bạn chụp ảnh màn hình cũng như là quay phim màn hình đấy, thì nó sẽ hiện ở trong đây. Đó, và các bạn muốn kết nối từ xa, muốn quan sát từ xa, theo dõi từ xa không giới hạn khoảng cách thì các bạn phải lưu ý cho mình là đặt chiếc camera này ở nơi có tín hiệu wifi, bắt được tín hiệu wifi. Thì khi bắt được tín hiệu wifi thì các bạn sẽ bắt tín hiệu wifi cho camera bằng cách là các bạn sẽ ấn vào phần bánh răng cài đặt này, ấn vào phần wifi setting ở đây thì nó sẽ hiện ra những cái wifi mà camera bắt được, thì các bạn chọn tín hiệu wifi của mình, nhập đúng mật khẩu, ấn ok là các bạn đã bắt được tín hiệu wifi cho camera rồi. Thì khi đi xa điện thoại các bạn chỉ việc bật mạng 3G 4G wifi lên thì là có thể xem được từ xa, quan sát từ xa, theo dõi từ xa không giới hạn khoảng cách. Đó, và camera này các bạn có thể chia sẻ cho người thân, bạn bè hoặc gia đình các bạn xem cùng ấy, thì các bạn ấn vào phần device ID hoặc là device QR code tùy vào từng máy, nó sẽ hiện ra cái mã code này. Đó, các bạn chỉ việc quét cái mã code này là có thể xem được chung chiếc camera của các bạn. Đó, các bạn chỉ cần cho cái người mà các bạn muốn chia sẻ
camera, quét mã code đó là có thể xem chung nhá. Đó, và chiếc camera của nhà mình mà các bạn muốn đặt nhiều góc, nhiều nơi hoặc là nhiều phòng khác nhau, muốn xem trên cùng một thiết bị điện thoại thì các bạn sẽ ấn vào phần 4 ô vuông trên góc trái màn hình này, chọn dấu cộng, chọn tín hiệu của các bạn, chọn tín hiệu camera của mình vào là các bạn có thể xem được bốn chiếc camera trên cùng một thiết bị điện thoại. Đấy, cực kỳ là tiện lợi. Đó, và còn điều gì chưa hiểu, còn điều gì thắc mắc hoặc là điều gì muốn tư vấn thì các bạn cứ gọi điện trực tiếp cho nhà mình qua số điện thoại và Zalo 0395888345 để nhà mình có thể hỗ trợ cho các bạn. Và nhà mình ấy thì có nhận độ chế camera theo yêu cầu. Bạn nào có nhu cầu muốn độ chế camera và những cái thiết bị điện tử hoặc là những cái đồ gia dụng trong gia đình như là tranh ảnh, túi sách, ba lô, túi bút, con chuột hoặc là bất kỳ một vật dụng nào đó mà các bạn mong muốn thì các bạn nên cứ liên hệ cho nhà mình để nhà mình có thể tư vấn cho các bạn. Đó. Và các bạn nếu mà cảm thấy con này chưa phù hợp này, các bạn muốn tham khảo những cái mẫu camera khác thì các bạn sẽ lên kênh của nhà mình để có thể tham khảo. Trên kênh của nhà mình thì đang có rất là nhiều mẫu camera ngụy trang khác nhau để cho các bạn có thể tham khảo. Đó. Và giờ thì xin chào toàn thể các bạn và hẹn các bạn vào những cái video clip tiếp theo.